Chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách mà mình sử dụng cái trang FireEye này để cập nhật theo dõi cái thông tin của thị trường chứng khoán, các cái mã cổ phiếu. Thì mình thường theo dõi như thế nào thì mình chia sẻ lại với các bạn như vậy ha. Mình sử dụng cái trang FireEye này thì cách mình thực hiện hàng ngày như sau ha các bạn. Mình vào thằng Rome ha các bạn. Mình đánh cái fireon.vn nè các bạn. fireon.vn. Cái này nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn chọn đăng nhập vô cái tài khoản này, đăng nhập vô cái tài khoản Gmail hoặc tài khoản sử dụng luôn tài khoản của Google hoặc tài khoản Facebook cũng được, hoặc là nếu bạn tạo cái tài khoản thì cũng cũng được các bạn. Mình thì sử dụng luôn cái tài khoản của Google các bạn. Rồi vào cái trang fan này thì mình hay làm là vào cái tại mình sử dụng trên máy tính thì mình vào cái fan for web nè các bạn, phiên bản mới luôn. Vào đây ha, nhập vào đây thì đầu tiên á, thì mình sẽ theo dõi cái thị trường, thì thị trường VN Index nè các bạn, đây ha, theo dõi cái thị trường coi cái biến động về cái biểu đồ kỹ thuật của VN Index. Theo dõi chỉ số ha. Rồi mình nhấp qua mình theo dõi cái thị trường nè các bạn. Tab bên thị trường. Thị trường thì mình theo dõi cái số mã tăng, số mã giảm, số mã không đổi. Đây nè, số mã tăng là 267 nè, giảm không đổi. Rồi mình theo dõi cái dòng tiền. Phân bổ dòng tiền nữa, tăng giảm không đổi. Và theo dõi tác động đến cái index là những cái cổ phiếu nào tác động đến chỉ số của index. Như ở đây có Vinhome nè, tác động 1.2. Tác động tới coi những cái mã cổ phiếu nào tác động đến index ha. Như Vietcombank băng nè, nó tác động tới âm 2, nó giảm 2.37 điểm nè. Đó, tác động lên index. Rồi, ở đây thì coi tác động ở sàn HOSE, nó có 3 sàn ha, sàn Hà Nội X nữa nè. Hà Nội X. Rồi, nó cũng có dòng tiền nè các bạn. Sàn Hà Nội thì cũng giống ha, này sàn Upcom, 3 sàn. Upcom. 3 sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam ha. Có tác động đến các cái chỉ số của index hơn mà. Rồi mình xem cái nước ngoài ta mua bán sao. Đây khối ngoại giao dịch trong 10 phiên gần nhất, thì hiện tại cái phiên vừa rồi thì khối ngoại bán ròng là 182 tỷ ha, bán 4 phiên liên tục nè. Phiên này có mua ngày 25 tháng 8 là có mua 90 tỷ nè các bạn. Rồi bán 4 phiên ha, trong 10 phiên thì đã bán hết 8 phiên rồi, chỉ có 2 phiên là mua thôi, có ngoại ha. Về khối tự doanh thì sao, mình cũng theo dõi tự doanh ha. Tự doanh thì cũng cập nhật 10 phiên gần, thì tự doanh thì 10 phiên thì có 6 phiên bán đỏ dưới 6 phiên bán và có 4 phiên là mua ha. Rồi mình xem về thanh khoản của thị trường. Thanh khoản của thị trường thì ở đây nó có chữ cái lần đỏ trên này là hôm qua, cái lần hôm nay là cái lần xám này các bạn. Như thanh khoản hôm nay thì nó thấp hơn bữa trước ha. Xem thanh khoản của thị trường. Rồi mình thường xem cái nhóm ngành nghề nữa nè các bạn. Nhóm ngành nghề thì ở đây có 10 nhóm ngành nghề, thì mình xem cái nhóm ngành nghề nào nó
nó tăng giảm hơn các bạn. Như hàng tiêu dùng thì tăng 0,21% nè, vật liệu cơ bản thì giảm 0,31% nè. Trong đây thì nó có những cái như hàng tiêu dùng thì nó cũng chia ra về đồ dùng cá nhân, sản xuất thực phẩm, hàng gia dụng, đồ uống, nó cũng chia nhiều hơn các bạn. Thì ở trong các cái nhóm ngành này thì cái nhóm tài chính này là vốn hóa lớn nhất các bạn. Tài chính có nhóm chứng khoán nè, nhóm bất động sản, nhóm ngân hàng. Thì ba nhóm này vốn hóa nó rất là lớn. Thì giả sử mình xem cái nhóm ngân hàng này thì mình nhấp vào thì mình xem cái này là tổng quan về nhóm ngân hàng. Nó có cũng thống kê nè, cổ phiếu tăng giảm không đổi nè các bạn. Tăng 14 nè. Giảm 12 nè. Không đổi 2 nè. Và bên dưới nó có phân bổ dòng tiền nè, tăng nè, giảm không đổi nè. Từng nhóm ngành ha. Coi nhóm ngành. Rồi mình muốn coi cái nó cũng có cái đồ thị nữa nè. Rồi coi cái top cổ phiếu nè, những cái cổ phiếu nào trong nhóm ngành ngân hàng nó coi như tăng giá nè, tăng giá nè, như tăng giá nè ha, rồi tới giảm nè, rồi coi top nào giảm giá nè, đó, nào giảm nhiều nhất, ngân hàng Quốc dân này ha, giảm 2,10 nè, Vietcombank giảm 2% nè, Nam Á thì giảm 0,30 nè. Đó, nó cũng rồi coi cái ngân hàng thì thằng nào tích cực nhất, giao dịch nhiều nhất ngày, như ngân hàng SHB nè, giao dịch số lượng cổ phiếu rất là nhiều nè các bạn, 9,7 triệu nè. Rồi tới ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nè, 8,4 triệu cổ phiếu nè, giao dịch nè, từng nhóm ngành hết. Rồi khối ngoại thì nước ngoài mua, nước ngoài bán, mình coi được cái nước ngoài mua, nước ngoài bán luôn. Muốn coi nhóm bất động sản thì mình cũng nhấp vào đây coi. Đây là cái đồ thị chung của cái nhóm ngành bất động sản. Có phân bổ nè, như 50 mã tăng nè, 34 mã giảm nè, không đổi 39 mã, không bỏ dùng tiền nữa các bạn. Tập cổ phiếu thì tích cực nhất là đất xanh nè, giao dịch với 9,4 triệu cổ phiếu nè, DG giao dịch với 9,2 triệu cổ phiếu nè, Ita 8,1 triệu nè, ở chiều giảm nè, Kinh Bắc là 7,3 triệu nè, IDC là 7,2 triệu nè, FLC cũng còn đang chiều về giảm giá nè, 4,3 triệu nè, coi cũng tăng giá, tăng giá, coi chiều giảm giá, tích cực nước ngoài mua cũng giống vậy thôi, phân tích để mình lựa chọn cái cổ phiếu mà mình đầu tư các bạn. Rồi, đây các bạn dịch vụ công nghệ nè. Dầu khí nè, khí giảm, sản xuất dầu khí nó chia nè, có trong dầu khí nhóm dầu khí giảm nhưng có thằng năng lượng thay thế thì nó lại tăng 1,62 nữa. Coi nào tăng thì tất cổ phiếu tăng nè các bạn. Coi tăng giá thì nào tăng. Này tăng tới 3 chấm mà. Phát triển năng lượng Sơn Hà nè tăng tới 3,64 mà. Giảm giá nè. Coi nào giảm. Phần nhóm ngành nghề này khúc này xem cũng rất là hay các bạn. Rồi qua top cái cổ phiếu này là nguyên cả cái sàn luôn các bạn. Top cổ phiếu này thì nó thống kê nguyên cái sàn HOSE nè các bạn. Giao dịch tích cực nhất là có HAG ha, 19 triệu cổ phiếu, 19 triệu năm cổ, bao 15 triệu nè, Hòa Phát 14 triệu nè,
VBD là 13 triệu 9. Chứng khoán VN Direct nè, 11 triệu 9 cổ nè. SSI là 10 triệu 8 nè. Dabaco Việt Nam 10 triệu 4 nè. Tăng giá nè. Này là luôn cả giảm giá nè. Nước ngoài mua nè. Đó. Đây nó cũng có từng sàn luôn nè các bạn. Hà Nội 3 sàn. Rồi. Qua chỉ số index. Này thì này biểu đồ kỹ thuật thì mình muốn đây á thì mình gõ mình coi từng cổ phiếu thì giả sử như mình gõ cổ phiếu THG đi xem thì mình gõ THG vô mình xem cổ phiếu THG đang giá là nhiêu 53.10 đây là đồ thị của nó nè các bạn dưới đây là won xem mày won trong cái này thì nó cũng rất là hay các bạn nó có đây các cái chỉ báo nè như các bạn muốn thêm cái chỉ báo như đây là giả sử như chỉ báo mấy chỉ báo này mình xóa đây mình xóa mấy chỉ báo này mình để họ mình tạo lại cho các bạn xem ha xóa ở đây ha quanh lâm để đây ma đây. Rồi mình xóa hết mấy chỉ báo ha rồi mình thêm chỉ báo nè trong đây nó có rất nhiều chỉ báo hơn mình thường sử dụng chỉ báo nào thì mình thêm vào mình để mình mà thường sử dụng cái chỉ báo đường trung bình ha đó thêm hai cái đây ba cái đây đây mặc định là MA chính hết ha thì mình muốn chỉnh sửa lại giờ mình tạo ba cái là MA 10 với MA 20 với MA 50 ha tạo chỉnh sửa nè các bạn về định dạng mình chọn cái màu của nó nè chọn màu của cái giả sử mình cho từ đỏ trước đây mà chính là màu đỏ đây ha cho cái đường nó lớn lớn lên chút rồi qua này mình chỉnh là mã 10 nha đường trung bình của 10 phiên giao dịch ha rồi, ok đó cái đường đỏ đỏ này nè các bạn mình mới tạo rồi hai thằng kia mình sẽ cài đặt lại này mã 20 ha này thì thường các bạn làm chừng lần thì nó lưu lại đó luôn rồi các bạn sao sử dụng xanh đây cũng lớn lớn chút ha rồi ok ha đó hai đường này rồi cái đường này dưới mình chỉnh là M50 ha 50. Dạng nó mình cho cái này nó tím đi cái này lên đây rồi. Ok ha rồi ba đợt muốn thêm nữa mình cứ thêm thôi nói chung các chỉ báo ở đây rất là nhiều ha mình quen sử dụng cái nào thì mình sử dụng cái đó ha rồi, những cái công cụ như bên đây nè cũng rất là nhiều cái công cụ ha chú thích đồ nữa nè thước đo nữa nè vẽ cái đường xu hướng nào nữa nè đó trong đây nó cũng rất sẽ như thường hay vẽ đường xu hướng luôn. Đó đường xu hướng này các bạn đây nó cũng rất nhiều công cụ nữa các bạn sử dụng từ từ các bạn sử dụng biết các bạn quen rồi còn ở bên phía mép bên đây thì nó có các như là giờ mình về thị trường chung này và VN Index đây ha Index. Rồi bên đây có thông tin thì nó sẽ cập nhật cái thông tin của VN Index nè xem thông tin nè có cái thời gian giao dịch nè thấy giao dịch cái ngày vừa rồi nè từ sáng lúc 9:14 và bắt đầu giao dịch nè cho tới kết phiên là 4:54 nè
ở cái dàn vàng nhỏ dưới là cái khối lượng giao dịch nè, còn cái đường nó đi tăng giảm nè các bạn. Như trong buổi sáng thì nó đi ngang nhiều ha, buổi chiều thì nó tăng cao nè, khối lượng nó tăng mạnh nè ha. Rồi bên dưới nó có tổng quan giá tham chiếu nè, giá tham chiếu là điểm tham chiếu nó nè, mở cửa ra rồi giá mở cửa nè, mở cửa thấp hơn tham chiếu ha, nên nó màu đỏ nè, ngày 276,49 điểm nè. Trong phiên giao dịch nguyên ngày vừa rồi thì thấp nhất là 1.274,99 điểm nè, rồi mà cao nhất là 1.285,59 điểm nè. Khối lượng giao dịch là 499 triệu cổ nè, giá trị giao dịch là 12.702 tỷ nè. Đây cái khối lượng giao dịch của nhà đầu tư khối ngoại nè, có thể hiện trong đây 10 phiên luôn nữa nè. Phiên như rồi bán ròng 182 tỷ nè. Rồi ba dòng tiền này đó, tăng giảm, đây cũng coi được ha. Tăng giảm đó. Rồi, đây là thông tin. Rồi ở cái phần watchlist nè các bạn. Watchlist thì ở đây là hiện tại đây là watchlist mình cũng có tạo nhiều ha. Cái phần watchlist này cũng rất hay các bạn. Thì mà watchlist để đưa vào những cái cổ phiếu để mình theo dõi. Thì giả sử như mình bạn muốn tạo một cái nhóm đó để mình theo dõi, mình đầu tư theo dõi để mình xem giá mình đầu tư đó, thì các bạn như nào? À, tạo một cái watchlist nè ha, tạo thêm, giả sử mình tạo thêm. Rồi mình đặt tên cái watchlist đó, hoặc là nhóm đặt tên đó ha, tên theo dõi mua ha, theo dõi để mua mua cổ phiếu ha, nhóm cổ phiếu để theo dõi mua, theo dõi mua ha. Rồi nhấn tạo thì nó sẽ có một cái watchlist là theo dõi mua nè đó, đánh ra có tiếng Việt luôn cũng được nha các bạn. Rồi theo dõi mua thì mình sẽ đưa những cái cổ phiếu nào, cách thêm những cổ phiếu nè, thêm mã cổ phiếu vậy. Giả sử như mình muốn theo dõi theo dõi CTG đây đó, đưa vào. Rồi MBB đi. Rồi chứng khoán thì mình theo dõi thằng SSI đi. Rồi VND đi. SPS đi. À, bất động sản thì có DG đó, thêm vào ha đó. Thêm vào là muốn xem á, thì các bạn chỉ cần nhấp vô đây thôi, nhấp đây nó hiện ra cái biểu đồ bên đây nè các bạn đó, nhấp vô rồi SPS đó hiện biểu đồ ha, theo dõi rất tiện ha. Theo dõi thì cũng đưa vô watchlist này thì mình theo dõi các bạn. Còn mình muốn không muốn đưa nó vô nữa thì mình xóa ra. Lết chuột phải, chọn xóa khỏi watchlist này các bạn. Xóa thôi. Thêm thì cứ mình thêm nữa. Giống như nãy. Rồi còn đây á, như mình nhấp ở bên dưới nghe chữ á, thì nó sẽ hiện ra cái biểu đồ. Còn mình muốn xem chi tiết cái thông tin của mã cổ phiếu SSI này, nó mình nhấp ở phía trên nè các bạn. Nhấp đây. Thì nó hiện ra những cái thông tin này cũng. Đâu rồi? Mình tắt luôn rồi, mình mở lại hơn các bạn. Tạo thì nó còn nằm đây nè các bạn. Nãy mình tạo thêm một cái ấy thì nó thêm một cái watchlist để theo dõi thì nó nằm đây ha. Rồi, nhập vô tên này đây. Rồi, trong đây thì nó có cái phần tổng quan của cái cổ phiếu SSI này.
Thì mình xem cái phần tổng quan có đồ thị nó có các cái đường MA nè, 10 nè, 20 nè, 50 đồ cũng có nè. Rồi xem ở 6 tháng là biểu đồ 6 tháng, 1 năm, 5 năm. Đó. Rất là tiện ha. Phần tổng quan thì coi giá tham chiếu mở cửa, giá thấp nhất, cao nhất, khối lượng giao dịch, giá trị. Coi được các thông số về tài chính luôn. EBS, BE, rồi các cái thị giá vốn con này nữa, 35.739 tỷ nè, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là một một tỷ tư luôn nè. Rồi coi sổ lệnh nó luôn nè các bạn, coi đặt mua đặt bán nè. Giá hiện tại đặt mua đặt bán rồi tổng khớp lệnh nè, khối lượng mua chủ động mà bao nhiêu cổ nè, bán chủ động nè. Về mức giá của nó thống kê từ mức giá giao dịch trong ngày, giá từ thấp nhất là 23.7, cao nhất là 24.20. Trong này thì mức giá mà người ta chấp nhận mua nhiều nhất là 23.8 nè các bạn, dài nhất nè. Cái đó là 2375 về thống kê nè, thống kê của khối ngoại giao dịch từng cổ phiếu cũng có vậy ha. Rồi bên tổng quan thì dân là phân tích nữa nè, nó cũng có các biểu đồ này, thanh khoản, coi thanh khoản của ngày giao dịch hôm nay so với ngày hôm qua, rồi định giá nữa. Nhưng này mình chức năng này mình không có xem được ha. Rồi về tin tức thì những cái tin tức mà nó liên quan đến cái cổ phiếu XAI với thì nó sẽ đưa lên cái phần tin tức nè các bạn. Muốn xem về tin tức như thông báo báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết thì mình nhấp lên mình xem thôi. Có nè các bạn. Em coi tin tức nào thì quyết định về đội nhân quyết cuộc đua nè, muốn coi tin tức thì mình nhấp mình coi hen các bạn, để em biết thêm hơn các bạn về cổ phiếu đó. Rồi về nhóm cộng đồng, cái tab cộng đồng thì cộng đồng đây là mình xem coi ta chia sẻ có thời gian chia là 2 phút trước nè để hỗ trợ tốt AC này. Này là những tab cộng đồng mà những người ta sử dụng cái fan này ta bình luận nè các bạn, ta chia sẻ bình luận chia sẻ ở đây thì mình có thể xem. Rồi về xem về biểu đồ kỹ thuật nữa, đồ kỹ thuật các chỉ báo là cũng giống như cái công cụ là vẽ được xu hướng nào. Rồi về hồ sơ của cái công ty này thì mình xem đây luôn, mã cổ phiếu này thì nó hoạt động về lĩnh vực gì. Rồi đúng quá, rồi ban lãnh đạo gồm ai. Rồi xem về cổ đông nữa các bạn, cổ đông thì có cá nhân, rồi như người này sở hữu là bao nhiêu cổ phiếu, 6,7 triệu, chiếm tỷ lệ là phần trăm bao nhiêu. Về tổ chức thì có những tổ chức nào để đầu tư vô cái cổ phiếu này cũng nhiều nữa đó. Về cổ tức, xem về cổ tức thì công ty này chia cổ tức thường cổ tức có tổ cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu. Thì cổ tức bằng tiền thì công ty này năm nào cũng chia 1.000 đồng cổ phiếu hơn các bạn, từ 2019 nè, 20, 21, 2 chia đều 1.000 đồng cổ phiếu hết nè. Còn về cổ tức bằng cổ phiếu thì năm 2020 chia được 16%, thì 100 cổ phiếu thì được chia cho 16 cổ nữa, 16%. Năm 2021 chia cao nè,
33,333% đó. Bên đây thì chi tiết nè, như chia thời gian giao dịch như ngày, ngày giao dịch không hưởng quyền nè, thì nội dung sự kiện là cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ là 1.000 đồng trên một cổ phiếu, thực hiện là vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 nè, ghi rõ ha các bạn. Rồi xem về tình hình tài chính của cổ phiếu này luôn, tình hình tài chính từng quý luôn, quý 2 năm 21 nè, và đây như quý 2 là lợi nhuận sau thuế là 422 tỷ nè đó. Rồi coi từng quý hay coi năm luôn cũng được, thống kê năm thì năm 2021 nè, lợi nhuận sau thuế là 2.600 tỷ nè, 1.200 tỷ năm 2029, nó cũng lợi nhuận nó cũng tăng ha đều. Về tài sản nè, tổng nợ vốn chủ sở hữu, tài chính nè. Để xem về giá, giá quá khứ là giá tất cả các ngày nè, 31, 30, 2 đó, tất cả các ngày ha, giá quá khứ. Nói chung trong cái trang fan này đó, nó tổng hợp rất là nhiều cái thông tin về thị trường với thông tin về cổ phiếu thôi. Trang này rất là hay. Yeah, đó. Từng mã cổ phiếu phân tích rõ ràng hết. Rồi, thật. Cổ tức, tài chính, giá quá khứ, DG. Rồi. Watchlist. Rồi xem tin tức, bên đây có cái chức năng tin tức nè, đó mình cũng xem được ha. Rồi xem về cộng đồng, trên đây ta có bình luận về chung này, bình luận chung ha, thì có những cảnh báo. Lại hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn là cái cách mà mình thường sử dụng cái trang fan này để cập nhật cái thị trường chứng khoán với cập nhật cái theo dõi cái cổ phiếu. Thì nếu mà các bạn mà muốn đầu tư chứng khoán thì các bạn có thể là ở bên dưới cái video của mình á, mình có để cái đường link để mở cái tài khoản chứng khoán ha. Thì giả sử như trên mọi dưới mỗi cái video của mình á, thì có cái phần hiển thị thêm cái đường link để mở cái tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán WBS nha các bạn. Đường link này có video hướng dẫn luôn. Rồi nếu các bạn tham gia vô cái nhóm cùng cái nhóm mình để đầu tư chứng khoán thì các bạn được tham gia cái nhóm Zalo cộng đồng miễn phí này. Trong cái nhóm cộng đồng này thì mình sẽ với các bạn của mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức cách về mua bán cổ phiếu thì cập nhật hàng ngày trên đây các bạn. Thì cái nhóm của mình sẽ cập nhật trên đây, thì các bạn ngày đó thì muốn mua bán cổ phiếu nào thì nhóm mình sẽ cập nhật lên trên đây. Rồi các bạn muốn tạo cái mở cái tài khoản chứng khoán thì các bạn nhấp vào cái đường link này nha các bạn. Rồi nó sẽ hiển thị lên cái trang mở tài khoản chứng khoán. Rồi, trong đây là mở tài khoản chứng khoán thì có đăng ký cái tài khoản số đẹp. Thì nếu mình mở tài khoản muốn cái số độc lạ thì nó có chi phí các bạn. Còn giờ mình mở cái tài khoản, mình mở cái số bình thường ngẫu nhiên thôi. Thì các bạn nhấp vô đây ha, mở tài khoản số ngẫu nhiên. Ở đây thì các bạn chỉ cần nhập họ tên của các bạn vô đây. Nhập họ tên có dấu ha, sử như là Nguyễn Văn Anh hay đây, số điện thoại của bạn này là phải số điện thoại các bạn người sử dụng ha, số điện thoại sử dụng ha, các bạn phải còn sử dụng, với địa chỉ email của các bạn.
Rồi, cái này các bạn nhập cái ID của mình là BCE với số 0 ha. Cái này thì nó có sẵn rồi, nếu các bạn nhập vô đây thì có sẵn đây ha. BCE với số 0 là sao ha các bạn? Đó là ID của mình. Thì các bạn nhập vô cái ID của mình thì các bạn sẽ được vào cái nhóm của mình cùng đầu tư với cái mình. Cùng thắng thua với mua bán có lời có lỗ cùng với cái nhóm của mình luôn các bạn. Rồi, nhập xong rồi các bạn chỉ cần nhấn hết ba thông tin này, các bạn nhấn đăng ký ha. Rồi các bạn làm theo cái hướng dẫn của cái thường các bạn sử dụng điện thoại thì các bạn xác nhận cái giấy chứng minh nhân dân với xác nhận cái giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, rồi xác minh cái khuôn mặt xác minh khuôn mặt, rồi xác minh cái chữ ký của bạn. Thì chữ ký thì mình chỉ cần ký vào tờ giấy trắng rồi mình để cho chụp hình gửi lên này công ty chứng khoán, cái ứng dụng nó sẽ lưu lại chữ ký đó, thì nó xác minh cách mở tài khoản online luôn. Cái này mở tài khoản online luôn cũng rất dễ các bạn, chỉ cần 5 phút rồi các bạn có thể mở xong cái tài khoản chứng khoán, có thể giao dịch xong, mở 5 phút rồi các bạn sẽ giao dịch luôn. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại của mình ha, 0913763949 ha, có thể liên hệ với qua Zalo hoặc điện thoại cho mình ha, hoặc các bạn có thể gửi vô cái địa chỉ email này cho mình luôn. Thì nếu các bạn không có tiện điện thoại với nhắn Zalo thì có thể gửi qua email của mình, thì mình sẽ xem và mình sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn ha. Rồi, hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến đây, mình cũng cảm ơn các bạn đã xem ha. Mình luôn chúc các bạn thành công trong mọi công việc. Chúc các bạn sớm trở thành nhà đầu tư. Chúc các bạn đầu tư thành công. Rồi, mình tạm biệt các bạn ha.